Này chị, mày đừng có nghĩ á, mày là người yêu của chủ tịch mà mày lên mặt với tao. Mày nên nhớ Dương là bạn thân của tao đấy. Chị đang nói cái gì đấy? Em có lên mặt với ai bao giờ đâu. Mày không phải giả tạo. Tao biết thừa, vốn dĩ chức trợ lý của chủ tịch á là của tao. Nhưng mà mày á giả ngây giả ngô á để chiếm chỗ. Mày đúng là nham hiểm. Chắc là chị hiểu nhầm rồi. Anh Dương chỉ đang cân nhắc sắp xếp công việc sao cho phù hợp thôi. Phù hợp cái gì? Phù hợp chỗ nào? Cũng mà phù hợp trên giường thì có ấy. Chị ăn nói cho đàng hoàng tử tế nhá. Công việc trợ lý hay phải đi lại nhiều. Chị đang làm ở bộ phận lễ tân tiếp đón. Nếu bây giờ điều đi thì sẽ thiếu người làm. Mày không phải giải thích với tao. Thiếu thì tuyển thêm. Thiếu gì cách. Chẳng qua là mày mê hoặc thằng Dương thôi. Mày cứ chờ đấy, tao không để yên đâu. Chị đúng là vô lý. Tùy chị. Chị cứ làm tốt công việc của mình đi đã là được. Mày không phải ra lệnh cho tao. Mày á chỉ là trợ lý thôi, chứ không phải là sếp. Được rồi. Chị nói gì cũng được. Chị về đi để tôi tập trung làm việc. Ổn quá. Con kia, mày hỏi ai ổn? Nhân ơi, đưa anh tập tài liệu bên đối tác. Anh nghiên cứu qua, mai anh phải đi gặp rồi. Dương à, mai cậu hẹn khách à? Có cần tớ đặt quán trước không? Ừ, cũng được. Đặt cho tớ một quán cà phê. Này, đặt quán nào nó thoáng thoáng một chút nhá. Cậu yên tâm, tính cách và sở thích của cậu tớ biết hết mà. Đúng là bạn thân, cái gì cũng biết. Đây, tài liệu của anh cần đây. Ờ, anh cảm ơn nhá. Thôi, anh đi trước đây. Vâng ạ. Tớ đi trước nhá. Xem ra tình yêu của hai người không mặn mà lắm nhở? Đây là công ty, mà trong công ty thì công việc mới là ưu tiên hàng đầu. Chị về làm việc đi. Rồi xem, Dương sẽ là của tao và cả cái chức trợ lý nữa. Anh Long, anh có còn nhớ con bé Nhiên kia không? Nhiên á? Em hỏi thừa. Anh tán mãi không đổ đấy. Hai tháng trước còn bị chặn hết liên lạc kia kìa. Thế bây giờ em còn thích hay yêu nó nữa không đấy? Có chứ. Hận là anh không gặp được Nhiên. Nếu mà anh gặp được á, ngày nào anh cũng chai mặt tới. Em không hiểu con đấy có gì hay, có gì tốt mà đàn ông bọn anh á cứ đâm đầu vào cái con đấy. Thế thì em lại không biết rồi. Nhiên vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn, lại thông minh, là tuýp người mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn lấy làm vợ. Bọn đàn ông các anh á, muốn chơi á thì thích gái hư, muốn lấy làm vợ thì lại thích gái ngoan. Thế gái hư thì để cho ai? Để cho thằng nào số đen. Này, em có một phi vụ muốn giúp anh đấy. Lợi ích là anh sẽ có được Nhiên. Để em nói anh nghe này. Được đấy. Thế ngược lại em sẽ được gì? Em sẽ giành được người đàn ông mà em yêu. Được. Đôi bên cùng có lợi. Chốt. Rất vui vì được một công ty lớn như công ty anh có ý định đầu tư. Chúng tôi rất là vinh dự. Không có gì đâu. Hợp tác đôi bên cùng có lợi mà. Thuận mua thì vừa bán thôi. Dự án lần này chủ tịch bên tôi ấp ủ khá lâu. Nếu không có vấn đề gì xảy ra thì năm tới sẽ tiến hành triển khai. Bước quan trọng nhất chính là thỏa thuận được sự đầu tư của công ty chủ tịch Dương đây. Được. Tôi sẽ nghiên cứu một cách cụ thể. Nếu mà dự án tốt ấy thì tôi sẽ đầu tư lớn. Dạ. Vậy thì cảm ơn chủ tịch quá. Cậu gửi thêm thông tin dự án qua mail tôi. Dạ vâng ạ. Lát nữa tôi sẽ gửi ngay. À mà chủ tịch Dương này, thời gian lâu nhất để bên anh thẩm định dự án này trong khoảng bao lâu? Nửa tháng. Sau nửa tháng sẽ có kết quả. Nhưng mà nếu mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng thì có thể là một tuần thì tôi sẽ có quyết định. Dạ vậy tốt quá. Bên tôi đã chuẩn bị hết rồi. Chúng tôi sẽ gửi toàn bộ dự án qua anh để anh nghiên cứu. Được. Nếu vậy thì khoảng một tuần tôi sẽ có câu trả lời. Vâng, cảm ơn anh. Nếu có vấn đề gì anh cứ tìm tôi ạ. Ok. Vậy anh cậu ông khoác đi công ty của tôi. Giờ tôi đang có chút việc bận, tôi xin phép. Dạ. Chào anh. Dự án này mà thành công, nguyên tiền hoa hồng cũng đủ mình sống được chục năm. Quá là tuyệt vời. Chủ tịch, anh cho gọi em có việc. Lúc không có ai ấy,
thì không cần phải gọi anh là chủ tịch đâu. Nghe nó xa lạ lắm. Thì tại em quen rồi, mọi người trong công ty đều gọi như vậy mà. Em sửa đi, không là anh giận em đấy. Được rồi, em sửa. Lúc nào cũng nịu như trẻ con ấy. Ai không biết, chắc không nghĩ anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn đâu. Chắc nghĩ anh là mấy cái đứa trẻ trâu ấy. Sao lại trẻ trâu? Bây giờ người ta phải gọi là, gọi là gì nhỉ? À, Gen Z. Chịu anh. À, tối đem lên anh đi. Tối nay á? Ờ. Tối nay không được rồi, thôi để tối mai nhá. Em lại bận gì à? Ừ, em có hẹn với mấy đứa bạn cấp 3 thôi. Ừ, thế thôi, để mai cũng được. Thôi, không có việc gì thì em tan ca trước đây, em qua gặp chúng nó cho sớm. Ờ, à, thế để anh chở em đi nhá. Thôi, không cần đâu ạ, em tự đi cho chủ động, cũng gần đấy mà. Đi được thật không đấy? Ừ, anh ạ, em lớn rồi cũng phải trẻ con đâu. Ừ, vậy thôi, em đi cẩn thận nhá. Ừ, em đi đây, ừ. Bye bye anh nha. Bye bye em. Nhiên, sao em cứ từ chối anh thế? Anh có gì không tốt? Anh có nhà, anh có xe, lại yêu em nhiều như vậy cơ mà. Nhưng mà tôi không yêu anh. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Tôi đồng ý gặp anh hôm nay là muốn cho anh hiểu rõ. Từ bây giờ trở đi, đừng đến gặp tôi nữa. Có phải em chê anh điều gì không? Đúng, tôi chê anh đấy. Anh dai như đỉa ấy. Tôi không hiểu tại sao anh lại có được thông tin liên lạc của tôi nữa. Tôi thực sự rất mệt mỏi với sự mặt dày của anh. Trong mắt anh chỉ có mình em thôi. Rồi sẽ đến một ngày em nhận ra rằng anh là một người đàn ông tốt, chân thành. Trong mắt anh chỉ có em thôi. Tôi có người yêu rồi, anh tránh xa tôi ra đi. Anh hãy sống cuộc sống của anh, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Đây là đâu? Anh đã làm gì tôi? Anh chưa làm gì em cả. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi. Nếu em không nghe lời anh thì anh sẽ... Anh Dương. Đấy, tôi có nói sai đâu mà. Bắt ngay tại trận nhá. Sao mày cắm sừng bạn tao? Mày đúng là đồ lăng loàn. Anh phải tin em. Không như anh nghĩ đâu. Sao? Mày nói mày đi gặp bạn cơ mà. Bạn đây à? Bạn trên giường thì có ấy. Sao thiên nhiên? Không phải em nói em chỉ yêu mình anh à? Anh nói láo cái gì đấy? Tôi chưa bao giờ yêu anh. Đây là Dương, người yêu hiện tại của cô ta. Đúng là đồ trơ trẽn. Sao? Người yêu? Chủ tịch Dương là người yêu của Nhiên á? Anh ơi, đây là một cái bẫy anh ạ. Thôi chết, không biết có ảnh hưởng gì đến hợp đồng không. Thôi, chót đâm lao thì phải theo lao vậy. Bẫy gì chứ? Chúng tôi tới đây để hẹn hò, uống rượu vang và lãng mạn. Nhiên à, em hãy nói cho anh ấy biết đi. Anh đồ khốn nạn. Anh nói hai người ở đây uống rượu vang hẹn hò, nhưng mà theo tôi được biết thì Nhiên không uống được rượu vang. Anh ngây thơ quá. Đấy chỉ là một lời nói dối thôi mà. Đúng đấy Dương, tôi cũng có thể nói là tôi không biết uống rượu đấy. Chủ tịch Dương à, chúng ta có một bản hợp đồng chuẩn bị ký. Tôi không ngờ người yêu của tôi lại bắt cá hai tay với cả anh. Tôi hy vọng chuyện này sẽ không để ảnh hưởng gì đến bản hợp đồng. Coi như cũng cho anh biết được bộ mặt thật của cô ta. Cảm ơn anh, nhưng tiếc thật, đây là một màn kịch quá dở. Quỳnh, cậu bảo là cậu vô tình nhìn thấy Nhiên và anh ta hớn hở đi vào nhà nghỉ à? Đúng rồi đấy, chính mắt tớ nhìn thấy, nên là tớ dẫn cậu tới đây. Lúc chúng ta vào đây, cậu chưa cần hỏi Lê Tân đã kéo tớ lên đây rồi. Chắc là cậu theo dõi hai người này lên tận phòng đấy nhở? Tớ có hỏi Lễ Tân nhà nghỉ trước rồi. Thế à? Hay đấy nhở? Nhưng mà theo tớ được biết ấy, thì Lễ Tân khách sạn không được phép tiết lộ thông tin khách hàng. Đúng chưa? Mà chắc cậu cũng không biết. Đây là khách sạn của tớ. À, dạ, chủ tịch ạ. À, khi nãy anh này đưa chị này vào đây trong trạng thái hôn mê, em cứ nghĩ là uống say. Còn chị này thì chưa hỏi han gì ạ. Được thôi, cậu ra ngoài đi.
Vậy thì rõ cả rồi nhá. Không phải ở đây hẹn hò gì cả, mà người yêu tôi bị anh đưa vào đây với mục đích xấu. Không, không phải. Anh ta cứ theo đuổi em mãi không buông. Hôm nay em tới gặp anh ta để nói một lần, em không muốn anh ta làm phiền đến cuộc sống của em nữa. Ai ngờ anh ta chuốc mê em, rồi đưa em tới đây, em không biết gì cả. Em yên tâm, anh tin em mà. Dương, sao cậu dễ tin cô ta thế nhở? Nhớ cô ta uống rượu say ở ngoài, rồi anh Long đưa vào đây thì sao? Sao cậu biết anh ta tên là Long? Thì... Vì đây là kế hoạch của hai người. Chắc cậu không biết, công ty mới lắp camera toàn bộ văn phòng, có thu âm. Tôi đã thấy hết được việc cậu đối xử với Nhiên như thế nào, và cuộc nói chuyện cậu với Long lúc chiều. Alo, sao? Anh đánh thuốc mê cho cô ta chưa? Được rồi, anh đưa cô ta vào khách sạn, rồi tạo hiện trường giả là đang hẹn hò. Giờ em sẽ vào gặp người yêu của nó và sẽ đưa đến đấy ngay. Sao? Cậu có gì để nói không? Dương à, tại tớ thích cậu. Tôi tin tưởng cậu, đưa cậu vào công ty làm việc, tạo mọi điều kiện cho cậu. Nhưng tôi thật không ngờ cậu lại là một con người thủ đoạn như vậy. Tiếc một điều là tôi đã nhìn sai rồi. Chủ tịch Dương, chỉ vì tôi quá yêu Nhiên mà thôi. Cô ta, chính cô ta đã bày ra cái âm mưu này. Chính cô ta. Anh Long, sao anh lại... Chủ tịch tha lỗi cho tôi, từ lần sau tôi không dám thế nữa đâu ạ. Chuyện hôm nay là tôi chót dại, mong chủ tịch bỏ qua. Còn bản hợp đồng... Hợp đồng á? Tôi sẽ không bao giờ ký. Hai người sẽ phải trả giá với những gì hai người đã gây ra. Tôi sẽ trích xuất camera và gửi nhân viên khách sạn lên công an trình báo. Vậy là nhân chứng và vật chứng đều đủ cả rồi nhá. Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em. Mình đi thôi.